giá vàng tuần tới ngóng số liệu GDP của nền kinh tế số 1 thế giới. Theo đánh giá của Kitco News, đang có xu hướng đi xuống. Các nhà phân tích cho rằng thị trường kim loại quý này sẽ trùng xuống trước khi đảo chiều bứt phá. Tuần qua, giá vàng đã phải chịu áp lực bán tháo và bốc hơi 1,4%. xuống đáy của 4 tháng, giá vàng giao kỳ hạn tháng 6 trên sàn Comex hiện đứng mức 1.275,20 đô la Mỹ trên ounce. Giới phân tích cho rằng giá vàng đang có chiều hướng đi xuống, ảnh minh họa. Huy Phương trên VOV Việt Nam. Kitco News dẫn số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho hay, doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 1,6% trong tháng 3 vừa qua sau khi giảm 0,2% trong tháng trước đó. Nhà kinh tế học Andrew Hunter nhận định, doanh số bán lẻ của Mỹ cho thấy dấu hiệu tích cực về tăng trưởng tiêu dùng. Đây cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ cho giá vàng. Ông Hunter kỳ vọng nhu cầu mua vàng sẽ tăng cao trong quý 2 năm này. Chiến lược gia về hàng hóa Daniel Gali của TD Security phân tích ở giai đoạn này chỉ số đồng đô la Mỹ đang ở mức cao mà giá vàng lại xuống thấp, do đó các nhà đầu tư có thể xem xét cơ hội đầu tư vào quý kim này để sinh lời. Chuyên gia Daniel Gali dự báo trong tuần tới giá vàng vẫn tiếp tục lao dốc dù đã thoát khỏi mức đáy thiết lập hồi tháng 11 năm ngoái, vàng có thể vẫn xoay quanh ngưỡng 1.250-1.300 đô la Mỹ trên ounce trong thời gian tới. Theo Kitco News, hiện mọi con mắt đều đổ dồn vào số liệu GDP quý 1 của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố trong tuần sau. Giới quan sát thị trường dự đoán, con số này có thể ở mức 1,8% và nền kinh tế số một thế giới đang đi lên. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng quan tâm tới những cuộc đàm phán về thương mại Mỹ, Trung Quốc. Nếu thỏa thuận cuối cùng giữa hai cường quốc này đạt được thì đây sẽ là một bước ngoặt trên các thị trường, trong đó có thị trường vàng. Kết quả khảo sát mới nhất trên Wall Street và Main Street cho thấy, giới chuyên gia có vẻ kém lạc quan hơn các nhà đầu tư khi nhìn nhận về triển vọng giá vàng. Cụ thể, trong số 15 chuyên gia phân tích trên Wall Street, có 6 người, tương ứng 40%, dự báo giá vàng sẽ giảm, 5 người, 33%, dự báo giá vàng sẽ tăng và 4 người, 27%, giữ quan điểm trung lập về giá vàng tuần sau, 22 đến 29 tháng 4 năm 2019. Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News về triển vọng giá vàng. Trong khi đó, có 242 người trong số 522 nhà đầu tư tham gia cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street tương ứng 46%, tin tưởng giá vàng sẽ đi lên, 206 người, 39% dự đoán giá vàng sẽ giảm, 74 người, 14% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới. Tuần trước, các nhà đầu tư tham gia khảo sát trên Kitco News tin tưởng giá vàng tuần tới sẽ tăng dù giới chuyên gia vẫn bày tỏ quan điểm thận trọng và trên thực tế, diễn biến của thị trường vàng thế giới đã theo đúng dự báo của giới chuyên gia, giá vàng tuần qua đã giảm xuống còn 1277,80 đô la Mỹ trên ounce nhà môi giới hàng hóa cao cấp của Russo Futures. Ông Bob habercon kỳ vọng giá vàng sẽ khó lấy lại đà tăng trong tuần tới. Cùng quan điểm này có chiến lược ra về thị trường cao cấp Charlie Nedos của Lasan Futures Group khi ông cho rằng giá vàng giao tháng 6 vẫn đang ở mức thấp hơn so với ngưỡng trung bình 200 ngày, 1.266,90 đô la Mỹ trên ounce. Tuy nhiên, ông Andrea Day, chủ tịch của Andrea Day Asset Management và ông Abzin Nabavi, trưởng bộ phận thương mại của MKS, Thụy Sĩ, SA lại tỏ ra khá lạc quan khi cho rằng thị trường vàng vừa trải qua áp lực bán tháo và sẽ sớm khởi sắc trong tương lai gần. Trái với các dự báo trên, ông Sinluz, giám đốc thương mại của West Trading lại giữ quan điểm trung lập về giá vàng tuần sau. Về mặt kỹ thuật, ông Sinluz cho rằng giá vàng sẽ ổn định quanh mức 1.282 Mỹ trên AU. Trần Ngọc trên VOV Việt Nam Ahrefs bằng HTTP trên trên ATS g i a m i n -m -e -i v n trên w trên delivery trên v